Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lays giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Chị Su nói xong em cũng có quay xe một tí xíu. Em cũng thấy là nếu như mà tại vì bên team của anh Andre được biết tới là ăn chơi không à, cho nên nếu đưa một bạn vào nó Việt Nam một tí xíu nó không, anh bắt đầu thấy em hai mặt rồi đó. Nếu mà bạn ấy vui thì bạn ấy phải vui với đúng người. Chứ bây giờ nếu mà vui mà gặp phải người mà không vui thì thành ra bạn vui ấy mà. Thì bạn ấy sẽ bị mất cái vui đi. Theo anh như nào là vui đúng người? Thế là phải về xin anh Big Daddy. Thế bây giờ anh Bo bây giờ mắt nó không nhìn thấy. Bây giờ nhìn anh Thái có vui không? Thái vui quá trời. Nói lại anh nói không nhiều. Anh điện message không có nhiều. Bữa anh nói anh chuyển em 1 tỷ đúng không? Okay. Sao à? Lông con lá sẽ về với Thái Duy Duy. Subway quay xe rồi hả? Ủa Subway quay xe rồi hả? Qua đến đây cho má. Giờ em á, it reminds me of me, you know. Anh biết anh không có hiểu cái lyric của em, nhưng mà cái style, the rap, big hack, rap mouth, like your style, you changed it dầm like 5-6 lần, hiểu không? Cái bản đó, you changed your style like 5-6 lần. You have a lot of talent, I think your style, it just meshes well good together, you know. Hiểu không? Dạ không. Anh nói anh nhìn em anh nhớ anh hồi trẻ, tại vì cái bài của em đổi style 5-6 lần giống cái cách mà ảnh sáng tạo trong âm nhạc, hiểu không? Cho nên anh nghĩ là ảnh với em hợp nhau nên về là dễ làm việc. Bữa nay là hợp nhưng mà không có hợp với người khác. Hợp không? Bữa nay hợp không? Hợp, bữa nay hợp. À hợp rồi hả? Hợp. Hợp không? Em thấy em hợp không? Dạ yeah, cũng hợp hợp á. Sao vậy? Chưa biết nhưng mà bữa nay hợp rồi. And what about you Andre? Lần đầu tiên thì anh rất là thích cái cách em kết hợp một bài hò với lại trap. Em chơi trap rất là tốt, fast flow cũng rất là tốt. Đặc biệt là em có cái hình ảnh nón lá của em rất là unique. Và em vừa nãy em nói em đi thi hài đúng không? Dạ. Team anh đang rất một cần người hài hước để anh có thể học hỏi cái tính hài hước. Không, cái chương trình hài đó em bị rớt. À bị rớt à? Nhưng mà em cũng có máu hài đúng không? Dạ. Em cũng có máu hài đúng không? Dạ hài lắm, hài lắm. Ok ok. Hài mà rớt. Thấy em là hài rồi. Dạ không, tại bữa anh Thành chấm sao á. Vậy hả? Chứ bữa thi hài lắm. Ừ vậy xin lỗi nha. Ừ. Anh là một người rất là khô khan, cho nên anh cần một bạn hài hước và team của mình để có team của anh có thể có nhiều màu sắc hơn. Dạ khô khan, em có nước, em miền Tây. Yeah. Thế thì mời em lướt vào team của anh. Ở miền Tây, miền Tây có nước gì? Nó có nước mà nước gì? Dạ Pepsi. Trời ơi khôn quá rồi mày ơi. Bộ em mấy tuổi vậy? Dạ em 23 tuổi ạ. Làm nhạc bao lâu rồi? Dạ làm nhạc được 3 năm. Tại sao em làm nhạc? Tại thi rớt hài đó anh. Thi rớt hài nhưng mà vô tình cái bài hát trong chương trình hài nó lại hot. Chứ tự nhiên mình thấy mình có khiếu đúng không? Tự nhiên thấy mình hát cũng được được á. Là giống Eminem, like your style is crazy. Anh nói em giống anh Eminem, biết Eminem không? Biết, biết, biết. Biết không? Biết không? Biết rồi, biết rồi. Có thích không? Có thích không? Thích lắm. Em thích bên nào? Dạ yeah. Em thích hợp like nhạc like life, like cuộc đời của mình rồi. Nhạc giấy đầm. Em còn rất là trẻ đúng không? Nhưng mà anh Thái anh lớn tuổi rồi. Lớn tuổi just more experience. Nhưng mà anh all it is, more experience. Anh ngừng rap lâu rồi. Anh vẫn rap 17 năm nay mà. Oh no, cause he not in tune. Nó không in tune nữa. He not on that level yet. Yeah, chưa cái level. Chưa tới level. The stages, the levels. Hiểu chưa? Yes. Yên tâm, em về bên anh Thái á, là sẽ có người phái ra đi dịch. Em mà về bên anh Thái em đâu có hiểu gì đúng không? Đừng có lo, anh có cái team giúp. Có cái team anh giúp em. Mệt quá, giờ cho anh hoài. Bây giờ anh phân tách cho em hiểu nha. Bên này là style đời. Anh có cái team của anh giúp cho em sẽ hiểu tiếng Anh, em hiểu không? Còn bên này anh Andre là cái style ăn chơi nè.
Có nghĩa là nếu em có cái style miền Tây thông minh rồi thì anh sẽ bơm cho em thêm những cái mà nó bling bling xíu. Ừ, có mấy em hướng để giám khảo lát ta đưa về. Dạ, em... Giờ em muốn sống lâu hay là em muốn xa đọa nè? Sao lại xa đọa? Câu này đúng đó. Đi thẳng vấn đề. Em muốn sống lâu. Anh sống lâu mà em. Em có cần những lời khuyên từ hai huấn luyện viên không chọn em không? Không. Không à? Dạ, có. Thôi rồi, thế để anh chi mảnh khuyên nhá. Nếu mà anh chọn giữa Andre và anh Thái thì anh lại đang hướng về anh Thái hơn. Anh nghĩ là anh Thái đang cần một cái sự Việt Nam từ em, nó rất riêng, nó rất là bản sắc. Em thích chọn là ngầu hay là hài như nào thì anh nghĩ là anh Thái sẽ giúp được em. Còn anh sợ là em về team của anh Andre thì một thời gian sau là em sẽ đi bar rồi em đi chơi các thứ, lúc đấy em lại mất đi cái chân chất của mình. Thích mặc đã biết rồi. Thế à? Đâu ai bắt em phải thay đổi đâu. Nhưng mà biết đâu Andre lại cho cái mùi lạ. Giờ miền Tây giàu lắm đó. Anh ơi, nó có vàng vòng lên nó phải khác chứ. Biểu ra em nói một câu công bằng coi. Anh rất là thích cái bài nhạc vừa rồi của em, nó rất là hào hùng. Thôi không chọn anh thích một kỳ. Anh rất là muốn chọn nhưng mà có điều là cái lyrics của em nó chưa có đủ đã. Nếu như được sự lựa chọn giữa anh Thái với lại anh Vi thì anh thấy cái sự lựa chọn đấy khá là dễ, là em về với anh Thái. Một người thì offer cho em là em về đội với anh để giúp cho anh, còn một người là em hãy về đội với anh sẽ giúp cho em. Thì em là thí sinh thì em sẽ về cái nơi mà giúp cho em. Anh sẽ chọn em về đội của Big Daddy. Vì sao ạ? Bởi vì màu nhạc của bạn đơn giản là em thấy nó hợp với Big Daddy hơn là B-Ray thôi. Anh giúp cho em về rap chứ anh không nói là anh không giúp gì cho em cả. Nếu như vậy thì em lại càng phải về với lại anh Thái. Tại vì cái flow của em rất là hợp với anh Thái. Còn em nghe nhạc của anh Andre đi. Nhưng mà quan trọng ấy là em không hiểu anh Thái nói gì và anh Thái không hiểu em ấy nói gì. Về với nhau để làm gì? Don't worry, I got translator. Anh Thái có tim. Anh cũng có tim mà em. Anh Thái có tim thì em cũng có trái tim vậy. Nếu mà không có tim thì sống sao được. Tim của Andre nhầm gì nè. Tổng kết được chưa ta? Tại vì xưa thấy ở miền Tây người ta cũng giàu lắm á anh. Thì đó, chứ nãy giờ tôi thấy Andre của tôi hơi bị lép rồi đó. Coi như là hiện nay cả thế giới chống lại Andre đó. Andre như là Thanos vậy á. Kỳ này là xưa hơi lội ngược dòng chống lại I love you anh Thái. Nhưng mà em thấy miền Tây mà flexing này em cũng muốn thấy thêm một tí. Tại vì miền Tây người ta giàu lắm. Miền Tây mà flexing này em cũng muốn thấy thêm một tí. Tại vì miền Tây người ta giàu lắm. Su đó. Nói gì? Em gái của anh đấy. Thì bây giờ sao? Su, check message đi. Check message hả? Ủa, bây giờ có cái vụ check message nữa hả trời? Mới năm nay cả. Mới. Nói gì nói, ban giám khảo phải có trách nhiệm với cuộc đời của ông ta. Bây giờ gã đâu? Phải có lý do. Đây, để em sẽ người gã cho. Hội ý. Ê, em gái của anh Thái kìa. Khoan. Bây giờ còn có vụ nhắn tin nữa. Đây, phận nón lá 12 bên nước, biết bên đục bên đông, gã có bên nào cho nó đúng. Chị Su nói xong em cũng có quay xe một tí xíu. Em cũng thấy là nếu như mà tại vì bên team của anh Andre được biết tới là ăn chơi không à, cho nên nếu đưa một bạn vào nó Việt Nam một tí xíu nó không anh bắt đầu thấy em hai mặt rồi đó. Ừ. Nếu mà bạn ấy vui bạn ấy phải vui với đúng người chứ, bây giờ nếu mà vui mà gặp phải người mà không vui thì thành ra bạn vui ấy, mà thì bạn ấy sẽ bị mất cái vui đi. Theo như nào là vui đúng người? Ý là phải về với Simon Big Daddy. Thế bây giờ anh Bo bây giờ mắt không nhìn thấy được như này. Bây giờ nhìn anh Thái có vui không? Thái vui quá trời. Nói lại anh nói không nhiều. Anh đang điện message không có nhiều. Bữa nay anh chỉ nghe 1 tỷ đúng không? Okay. Sao ạ? Họ không có đúng cùng quan điểm với em cho nên là em sẽ đứng ngoài sự quyết định này. Còn hai người thôi đúng không? Hai người một phe đúng không? Đúng. Rồi, xin mời. Cái mùa năm nay mình muốn có những cái làn gió mới. Nó đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn. Phải phá cách hơn. Thì mình phải có những cái đột biến hơn thay vì mình phải đưa vào những cái đội mà nó quá an toàn và đúng nó quá rồi. Hợp. Cứ thấy người nào là màu này là cứ cho vô đây, màu này cho vô đây như vậy có quá dễ đoán hay không? Đúng! Cho nên... cái gì nó bứt phá! Chính xác! Cho nên em với Su đưa ra quyết định. Lông ngón lá sẽ bờ với Thái Duy Di! Suboy quay xe rồi hả? Ủa Suboy quay xe rồi hả? Qua đến đây cho má. À. Ai à?
Ai Bình Chi. Đã phá cách chưa? Đúng vậy, đúng được thôi. Ủa sao cú twist lớn vậy? Là phá cách chưa? Ủa thua hả? Trời ơi, ngon lành rồi. Em ơi, học tiếng Anh chết luôn. Chúc mừng em. Alright, fuck it, let's go. 1, 2, 3, go. Hold on. Hey, dùng tiếng Nam lên. Alright. Vâng, và chúc mừng Long Long Lá về với đội Quang Thái đi. Okay. Về đăng ký học tiếng Anh đi em. Đừng lo, có translator. À, vẫn cay. Mấy anh em yên tâm, dòng sau nó rap tiếng Anh luôn. Quá trời, tôi thấy là có một cái sự hà hiếp Andre của tôi ở đây quá rồi. Thấy người ta có tiền, đè người ta. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.